nha, bỏ vào cái bao có bé nó vớ. Rồi còn cái cô nào mà 17 năm mới sinh con đó mà bé nó khóc khóc bao giờ cho như vậy, đây là cả đó. Rồi vào đây. Con xin chào cha và cộng đoàn. Con xin được làm chứng cho Chúa vì Chúa đã cứu con của con. Dạ, con là Giuse Văn, con 41 tuổi, con ở giáo xứ Sapa. Sapa Lào Cai ạ. Máy Lào Cai, còn con? Con cũng là mẹ của bé ạ. Con tên là Maria Vũ Thị Hảo ạ. Đây là một cặp vợ chồng từ máy Sapa Lào Cai đến để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con kể cho mọi người nghe Chúa đã cứu con của con như thế nào. Và thưa anh chị em, chúng ta thấy cả hai vợ chồng đều khóc hết. Và những giọt nước mắt ấy cho chúng ta thấy rằng họ đã phải cầu xin miết hè như thế nào, phải cầu xin tha thiết như thế nào. Tất cả những người đến đây đều trải qua những giây phút cực kỳ là khó khăn trong lúc mà cầu nguyện, như là cái cô bé vừa mới đưa đứa con lên đây là có nguy cơ là mất cả mẹ lẫn con. Vậy mà cứ kiên trì cầu nguyện, biển đứa bé nó dễ thương như thế đó. Con của con được ơn như thế nào? Con nói thay cho chồng con. Thưa cha, là con của con bị bệnh khớp bẩm sinh, bệnh teo mạch bẩm sinh ạ. Teo mạch bẩm sinh, rồi cái mạch nó teo lại, mà gọi là bệnh teo mạch bẩm sinh. Rồi sau nữa con nói to lên cho mọi người nghe. Dạ thưa cha, là con của con bị bệnh teo mạch bẩm sinh, nó bị ảnh hưởng đến gan, sơ gan và bụng trứng to. Con của con thì rồi nó bị teo mạch bẩm sinh và ảnh hưởng đến gọi là sơ gan cổ trướng. Chị ấy đang là xúc động khi mà nhớ lại cái đứa con của mình nó bị như thế. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra, con nói tiếp cho vợ con. Dạ vâng, thưa cha, là lúc đấy thì con của con thì được hơn 3 tháng thì con đưa con của con vào viện, thì hai vợ chồng con vào đến viện thì bác sĩ khám xong thì bác sĩ nói là bác nhận được bệnh án của con em ở ngoài viện rồi, nhưng bây giờ là con của em là giai đoạn cuối rồi, nếu mà không mổ thì thưa anh chị em, bác sĩ nói là đứa bé này nó bị teo gan, teo mạch bẩm sinh và sơ gan cổ trướng. Chúng ta thấy người lớn mà bị như vậy cũng còn không sống được, cũng chỉ là một bé lúc đó đang mới mấy tháng tuổi, hơn 3 tháng ạ. Thế thì sau khi nói như thế thì con cũng không biết làm như nào, con chỉ biết mà lại chủ con cũng biết làm sao mà con lại như thế này. Thế sau khi đó thì con đi khắp nơi, tỉ hết tất cả các bệnh viện, con đưa con của con đi ba nước ở trên thế giới rồi, một là Sinh, hai là bên Trung Quốc, ba là con gửi toàn bộ các thứ sang bên Nhật nữa, nhưng họ đều nói là khó, không thể gắn ta. Vâng, đã gửi sang ba nước là Singapore, là Trung Quốc và Nhật Bản, mà cả ba nước đó đều không thể chữa trị cho con bé teo gan bẩm sinh và sơ gan cổ trướng mới 3 tháng tuổi. Rồi nhờ đâu mà nó còn sống mà khỏe đến ngày hôm nay, con bé đến đây làm chứng cho Chúa. Dạ, sau khi là con nghe bà nội của con và tím nói thì con nghe đến lòng Chúa thương xót của cha Long ở nhà thờ Chí Hòa, nhưng con cũng ao ước nhưng mà chưa đi được. Sau khi tháng 8 2016 thì cha về nhà bè này, thì con đưa con của con vào đây, thì con được cha cầu, cha và cộng đoàn cầu nguyện và cha đặt tay cho con của con. Thì sau khi 2016 đứa con về thì đến bây giờ thì con của con bụng trướng to và con của con đang không đi được, mà quạt kẹo không đi được, mà đến bây giờ thì con của con đi được hơn một năm nay rồi ạ. Dạ thưa cha, là con của con mà lúc con đưa con của con đi sang Singapore ấy, thì là lúc ra sân bay ấy, con của con là đã con lạy chị, con chào cha ấy. Con đưa con của con ra sân bay ấy, thì là lúc đấy là con của con là tím đen hết người rồi, không còn có nghĩa là không còn con nghĩ là con của con là chết rồi, nhưng con lúc đấy con vẫn cứ tin tưởng vào Chúa. Con bảo với vợ con, bảo
vợ ơi, bây giờ như này thì mình không biết làm thế nào, thì tất cả con vẫn cứ tin tưởng vào Chúa, con đưa của con đi lên máy bay để sang bên sinh, nhưng sang đến nơi thì những ước nguyện của con các thứ, nhưng mà được bác sĩ ở bên đấy cho thì cũng được hai loại thuốc thôi để con của con uống. Nhưng mà con của con được đến ngày hôm nay thì con phải nói thật với cha và cộng đoàn là nếu như không có Chúa thì con không bao giờ được như thế này ạ. Hãy xin thì sẽ, hãy tìm thì sẽ, và hãy gõ thì sẽ. Hai vợ chồng họ đã xin một cách tha thiết nài nỉ bằng cách là chạy hết chỗ này đến chỗ kia mà vẫn một lòng tín thác, hầu như là vô vọng nhưng mà vẫn không tuyệt vọng. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, đây là CD nha. Bước trong tin yêu, cho đem về Lào Cai, đến cao nguyên Sapa, con loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người ta. Đây là cái quạt và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con.